Và bạn thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Có gương mặt giống như anh đang trường đó chị. Bên đây đang nằm. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Em chào Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường và xin chào tất cả khán giả. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Ngô Bá Tòng, năm nay em 30 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, em bên kinh doanh. Chào bạn ạ, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đình Yến Thi, năm nay em 23 tuổi ạ. Thi đang làm việc gì ạ? Dạ, trước đây thì em làm nhân viên lễ tân cho công ty du lịch, nhưng mà hiện tại thì em mới xin nghỉ việc ạ. Và em đang tìm kiếm công việc mới chị. À, quê quán em ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Nai chị. Em ơi, em 23 tuổi, bên đây 30 tuổi, em thấy thế nào em? Dạ, em thấy cũng hơi lớn chút xíu thôi anh. Hơi lớn chút xíu hả? Lớn gì ông đâu. Ông nói tuổi lớn thì thôi chứ mặt trẻ trung lắm em. Khoảng chừng 21 em, 2 gì vậy? Dạ, vậy được không? Nhưng mà vấn đề là em bây giờ có dự định có kết hôn, ý định kết hôn chưa? Dạ, hiện tại thì em muốn tìm hiểu một người bạn trai trước chị. Còn kết hôn thì để từ từ xem xét sau chị. Khoảng bao lâu em thấy là phù hợp nhất? Em nghĩ chắc tầm khoảng 2 đến 3 năm chị. Tại em vẫn còn trẻ quá chị. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thật sự là em chưa có trải qua mối tình nào hết chị. Ồ, à, nghe đến đó hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Đây cười chúm chím rồi đó. Sao tao? Bên đây chưa có mối tình nào hết thì còn bạn thì sao? Em cũng mối tình chính thì cũng 2-3 mối tình thôi. Còn hồi? Dạ, cũng 1-2-3 mối gì đó. Tổng cộng khoảng cực cả chục ta. Chưa tới đó. À, vậy là kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, bởi vì tụi em bây giờ cũng là 30 rồi. 30 rồi, trải qua nhiều mối tình như vậy nhưng tại sao vẫn chưa đến với nhau được? Em thì nói chung công việc của em cũng hồi đó cũng đi nhiều ấy. Đó, nói chung cái sự quan tâm bạn gái em không có nhiều nữa. Thì con gái mà ai cũng muốn có sự quan tâm nhiều. Đúng nữa. Rồi, em không quan tâm mà đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ em có đi nhiều không? Cũng bây giờ cũng ít rồi anh. Cái hướng của em là xác định là tìm một người nào đó để mình lập gia đình nha. Mà bạn đã muốn lập gia đình giờ liền chưa bạn Tòng? Thì em nghĩ khoảng tầm 1 năm đó chị ơi. À, khoảng tầm 1 năm ha. Bên kia 2-3 năm nữa mới lập gia đình. Bạn có chờ nổi không? Cái đó để em cũng xem sao chị. À, bạn thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ, nhìn hiền, có gương mặt giống như anh đang trường vậy đó chị. Đang trường hả? Dạ. Bên đây đang nằm. Đang ngồi, bên đây đang ngồi. Bạn không thích những điểm nào ở người đàn ông? Dạ, đầu tiên là da trưởng chị, lăng nhăng chị. Anh và bạn Tòng có da trưởng không? Có lăng nhăng dạ, không? Dạ, cũng có chút da trưởng chị ơi. Có lăng nhăng không? Dạ, không nhiều ạ. Không nhiều, tức là con trai đất ơi. Không, bởi vì như là mình quen một người, sau đó mình chia tay, mình quen người khác á. Ừ. Thì, dạ, em chào chị ạ. À, chào bạn. Lăng nhăng là lăng nhăng làm sao? Dạ cũng như mình khi mình chia tay một mối tình đó chị, nói chung con trai mà gặp con gái nói chung là dễ thương thì cũng phải nhìn. Cái đó đâu phải gọi là lăng nhăng, cái dạ. Đó thì mình hết mối tình này thì mình mối tình tình khác thì bình thường. Dạ. Khi nào mình đang quen cô này rồi mà nếu còn đĩa vòng vòng để mình để dành đó, khi nào mình chia tay cô này cái mình có liền sẵn đó, cái đó mới không ổn. Dạ không có chị. Có vậy không? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc. Vậy còn gia trưởng là gia trưởng sao? À, gia trưởng nghĩa là tính em thích độc sự độc lập á chị. Chung những việc anh em làm thì em có hỏi qua nhưng mà cái quyết định vẫn là của em là chính. Rồi thí dụ việc người ta làm người ta có cần phải báo cho em biết không? À, nếu là người yêu á thì chưa, nhưng mà nếu là vợ thì phải có chị. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ em chuẩn bị ok hết rồi chị. Ok là cái gì? Như nhà cửa, công việc, nói chung thu nhập hay như thế nào là cái tinh thần em nó được hết rồi. Với lại còn từ họ hàng ông bà nhà em á, chúng cha mẹ cũng quyết vấn đề đó rồi. À, nhưng mà lấy nhau về là mình ở chung với ba mẹ hay là mình không, ở riêng chị. Vậy ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em hiện tại ở Đồng Nai chị. À, mình ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Vậy là họp với bạn bên kia Đồng Nai. Hỏi một cái nữa là cái chuẩn người bạn gái của người vợ em tìm là người như thế nào? Cái người thứ nhất á là có người trung tình một chút. Một chút thôi hả? Phải trung tình. À, đúng rồi. Còn cái thứ hai á là trung hiền hiền chút chị, nhưng mà đừng hiền quá. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Nói chung là xã giao mạnh quá về vấn đề như quan hệ nói chung đám đông á, đừng mạnh quá. Xã giao. Xã giao mạnh nó cái lạ lắm nha. Xã giao mạnh là sao, em không đồng ý là sao? Có nghĩa là như vậy là anh, có nghĩa là chẳng như công ty á, công việc á thì nó đâu cũng đi công ty nên nhiều khi ăn uống cũng được, nhưng mà đi mà như tăng 1, tăng 2, tăng 3 là không biết gia đình. Nghĩa là xã giao yếu yếu thôi, cỡ tăng 1 về được rồi. Dạ đúng rồi. Xã giao mạnh mạnh là đi tăng 2, tăng 3, ừ, tăng 4 nhìn Quyền Linh vậy đó, gọi là xã giao mạnh mạnh. Có nhà không có tăng nào nha. Anh đi suốt sáng luôn không có tăng nào. Rồi được rồi, xã giao yếu yếu. À, em ơi anh giao. Nghĩ thế này nè. À, phụ nữ mà em mình cũng vậy, đàn ông vậy, đôi khi mình đi chơi với bạn bè vui á thì mình cũng phải đi theo bạn bè luôn chứ không lẽ như này đừng làm bậy thôi, đi chơi thì vui chứ đâu có gì đâu mà đừng nghĩ tăng ba là xấu. Em hiện đại nhưng mà có chút phần gì đó phong kiến hơi. Nghĩa phong kiến là, dạ đúng rồi,
Bởi vì nếu mình có gia đình mà có con cái thì nhất tăng 1 thì được. Nghe những chia sẻ của bạn Tòng thì bạn có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh đó cũng hơi khó chịu đó chị. Tuy nhiên ngược lại thì chị thấy sau khi tiếp cận thì chị thấy anh cũng là một người rất là thẳng thắn, rất là thật. Dạ. À, tướng tá mặt mày rất ok. Em cái hình mẫu lý tưởng của em đầy đủ bạn gái thế nào? Nói chung là mình thứ nhất là dễ thương một chút anh. Dạ. Cao ráo sao? À, cao thì 1m7 trở lên đến 1m65 trở lại thôi. Có hình mẫu nào không? Bên kia đang trường đó. Em thích cái chị Nhật Kim Anh á. À. Bởi vì em thấy cái đó có một mẫu người của gia đình. Xem nha. Đây có giống gì Nhật Kim Anh không ha? Hello. Chào em. À, anh bên đây đẹp trai, nói chung là hơi gia trưởng chút xíu, không có nhiều. Cái vấn đề là họ chững chạc. Đấy. Quan trọng còn nếu như mình mà quen người không chững chạc á, người ta cái gì ta cũng giấu rồi chừng lòi ra nó là mệt. Ha, dễ thương. Bên đây không có giống Nhật Kim Anh mà hơi giống Lan Anh. À, hôm nay em đi có người nhà đi không? Có chị, dạ có gia đình bác của em. Dạ, chào anh chị ạ. Dạ anh chị nhận xét thấy anh Tùng bên kia như thế nào ạ? Nếu mà nói về tuổi tác, hình thức thì bác thấy là ok. Nhưng mà còn một cái nữa thì Tùng có cho phép bác được nói sự thật không ạ? Dạ không, bác cứ thoải mái. Dạ. Tùng có gia trưởng cũng giống bác đó. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là cháu chưa dứt khoát. Anh nếu mà là ông gia trưởng quá thì có thiệt thòi cho người phụ nữ không anh? Không, đối với bà xã với trong gia đình tôi thì lại rất là thoải mái. Khi mình làm một cái gì ấy, thì là cái ý gia trưởng của mình đưa ra. Nhưng mà phải chờ gia đình xem là những cái nào nghiêng về mình và những cái nào không nghiêng về mình. Anh cho em nói chuyện với chị xíu anh. Dạ, dạ chào chị. Dạ chị với anh lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 27 năm rồi chị. Dạ chị cho em ý kiến về cái gia trưởng của anh. Chị có cảm thấy thoải mái giống như anh nói không ạ? Dạ có. Dễ lắm, không có gì khó hết. Anh nói gia trưởng nhưng mà anh nói có ý nè Tường. Gia trưởng giữa Tòng và anh khác nhau. Anh gia trưởng anh đưa ra bàn bạc mọi người cùng quyết. À, tức là cá nhân đưa ra tập thể quyết. Rồi bên Tòng á là cá nhân đưa ra và cá nhân cũng quyết luôn. Hai cái khác nhau đúng không anh? Rồi cảm ơn anh. À, hôm nay Tòng đi với ai? Thì em đi với bạn thân của em. Nãy giờ mình chia sẻ thì bạn em thấy có hợp nhau hay không? Em cũng chơi với Tòng cũng được 7 năm rồi. Thì em biết là tính Tòng rất là dễ dãi. Nói thẳng ra là Tòng rất là chiều bạn gái đấy. Nên em nghĩ là rất là ok. Yeah. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Tôi nghe một câu rất là hay, tức là Tòng rất là dễ dãi. Dễ dãi là sao vậy Tòng? Dạ không, cái này là tính em thoáng á chị. Thoáng. Chứ không phải là dễ dãi. Trời, bây giờ mình phân tích hai bên để hiểu hơn. Ha, bây giờ mình cảm nhận được về nhau rồi. Chúng ta gặp nhau để chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn nữa. Nào, mời các bạn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà hối lộ bạn. Dạ cảm ơn anh. Cho anh hỏi trước ha. Dạ. Vừa nãy anh có nghe nói là mình khoảng 2-3 năm sau nữa mình mới lập gia đình á. Dạ đúng rồi ạ. Thì bởi vì anh cũng, bởi vì anh năm nay cũng 30 rồi. Anh muốn vợ lắm rồi. À, cũng vậy. Đó, bởi vì năm nay 30 thì mình cũng muốn là chung có một gia đình nó ổn định tất cả mọi thứ á. Bởi vì hiện tại anh thấy là anh khá ok vấn đề mọi thứ. Dạ. Nên anh kiếm một người vợ, nói chung cũng quen nhau khoảng 1 năm thôi. Thì sẽ cưới. Thì anh muốn hỏi nâng cấn vấn đề đó. Thì ý em như thế nào á? Dạ ý em thì trước giờ em chưa quen ai thì em suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi quen anh rồi thấy anh hợp ok thì 1 năm cũng không sao. Cái này hay nè. Bây giờ chưa có thử sao mà biết được. Ăn thua bạn có sức thuyết phục người ta hay không? Ở chỗ em nhà Đồng Nai là chỗ nào em ạ? Dạ em ở huyện Cẩm Mỹ anh, gần Long Thành. À, bên anh nhà ở Long Thành á? À dạ hồi xưa em cũng ở Long Thành, nó hộ khẩu thật ra thì vẫn ở bên Long Thành. À trời, quen nhau uống bò sữa đó cũng được. Cảm nhận về nhau thế nào? Không, bé này thì em thấy dễ thương đó. Bé nào? Bé đó, bé đứng hay bé ngồi? Dạ ngồi anh. Bé ngồi hả? Đúng rồi. Không, nói chung ngoại hình thì anh không chê được vấn đề gì cả. Nói chung có một số điều anh lấn cấn về nhiều khi cái suy nghĩ của anh với lại cái 7 tuổi á. Bởi vì em cũng chưa bắp bắp nhiều. Đó, nên anh cũng còn lấn cấn vấn đề đó. Có gì đâu lấn cấn, ta em như trang giấy trắng, anh về muốn viết gì đâu đó anh viết thì quá dễ dàng cho anh rồi, anh lời quá rồi anh còn gì nữa. Anh gặp thử bé đứng coi anh nói chuyện đó được không? Đúng không? Bé anh đứng quá mệt may mắn. À. Gặp anh bé đứng là mệt lắm á. Cái nhìn đầu tiên thì em thấy anh cũng rất là dễ mến, chững chạc. Còn từ từ thì phải có thời gian mới trả lời được anh. Thôi, bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ha, nhìn thẳng vào mắt nhau đừng nhìn đâu cả, và mỗi người nói một câu gì đó để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này. Thì tính anh thì nói chung thẳng thắn, thì anh muốn là nếu cảm nhận á, nói chung em rất được, nhưng mà anh sẽ, anh còn một cái gì đó nâng cấn. Nâng cấn hoài này. Dạ. Nhưng mà anh thích em, đó là sự thật. Còn bạn gái?
Thì em thấy anh cũng dễ mến, em hy vọng là chúng ta sẽ tạo một cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Cảm ơn nghe. Thôi hết thời gian. Chúng ta có 3 giây để suy nghĩ. Nào, mời các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha, đây là một quyết định rất là quan trọng. 3 2 1 1 Hết thời gian. Như vậy là bạn trai không bấm. Bạn vẫn lấn cấn. Em vẫn lấn cấn. Dạ đúng rồi. Em muốn là một người nào đó em cảm thấy là em... Bạn này thì... Em không lấn cấn. Dạ đúng rồi, bạn này thì quá ok rồi đối với em rồi. Nhưng mà nói chung còn một số cái gì đó em cảm thấy nó còn ấy. Còn lấn cấn. Nói chung vậy đi ha. À, không sao cả. Duyên nó chưa đến với nhau. Và anh nghĩ rằng là chúng ta chưa gặp một nửa yêu thương của mình. Vậy thì chúng ta hãy là những người bạn thân với nhau. Biết đâu những người bạn thân đó thời gian hết lấn thời cấn. Thời gian nó hết lấn cấn rồi mình sẽ đến với nhau thì sao? À, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn, rất là tôn trọng ý kiến của hai bạn. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chương trình. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và sớm tìm một nửa yêu thương của mình.